Bài đọc cho IELTS 7 chấm, topic Natural Resources, nhưng mà bài này mình tạm đặt là Nature. Autumn Leaves, những cây lá mùa thu. Nhà văn người Canada tên là này nghiên cứu cái bí ẩn của việc tại sao những cây lá đổi thành màu đỏ trong mùa thu. Một trong những sự kiện tự nhiên say đắm quyến rũ nhất của một năm trong nhiều khu vực xuyên suốt Bắc Mỹ là cái sự chuyển của những cái lá trong mùa thu. The leaves là tại vì nó xác định được rồi. Những cái lá nào ở Bắc Mỹ người ta đều biết sẽ chuyển màu vào mùa thu. Những cái màu sắc thì cực kỳ lộng lẫy, magnificent. Nhưng cái câu hỏi về lý do chính xác tại sao vài cái cây chuyển thành màu vàng hoặc là màu cam và những cái cây khác thì màu đỏ hoặc là màu tím thì là một cái thứ gì đó cái mà đã và đang đánh đố những nhà khoa học rất là lâu rồi. Cho nên dùng thì hiện tại hoàn thành. Những cây lá vào mùa hè thì màu xanh bởi vì chúng full of chất diệp lục. Cái này là chủ ngữ. Cái phân tử nào đó nó chuyển cái năng lượng vào trong việc xây dựng những cái materials for cái cây. Vậy thì cái molecular phân tử được mô tả rõ hơn bằng cái cụm that capture sunlight. Thì các bạn cứ để ý những cái đằng sau một danh từ mà nó bắt đầu bằng that, bằng who, bằng which, bằng in which, whose, thì các bạn để ý, và bởi vì đấy là cái cụm người ta gọi là cụm tính từ đó, bổ nghĩa cho danh từ, thì mình phải đi tìm cái động từ. Vậy có thể bỏ qua cái cụm này trong khi đọc. Cái phân tử nào đó nó chuyển cái năng lượng đó vào trong việc xây dựng những material cho cái cây. Khi mùa thu đến ở bán cầu Bắc, cái lượng của solar energy sẵn có nó giảm một cách đáng kể đối với nhiều cái cây. Cây thế nào thì kệ nó. Cái best strategy là từ bỏ cái sự quang hợp cho đến mùa xuân. Vì vậy, thay vì duy trì những cái lá mà thừa, bây giờ là thừa, xuyên qua suốt mùa đông, cái cây đã cứu cái nguồn quý giá của nó và discard là một từ rất hay, hiếm khi chúng ta dùng được, từ bỏ chúng. Nhưng trước khi để chúng đi, tức là để những cái lá của nó đi, cái cây nó dismantle là nó tháo dỡ, nó tháo bỏ những phân tử quang hợp và gửi cái nitrogen đầy giá trị vào trong những cái twigs, là những cái nhánh, cái cành. Khi chất diệp lục bị tháo hết ra, tức là bị rút kiệt, những cái màu khác, cái mà đã và đang thống trị, đã và đang chế ngự thống trị bởi nó xuyên suốt mùa hè, bắt đầu được lộ ra. Bi verb 3 này được tiết lộ, được lộ ra. Cái sự unmasking là masking là đeo mặt nạ, unmasking là hạ mặt nạ này, giải thích những cái màu vàng và màu cam của mùa thu, nhưng không phải cái màu đỏ và màu tím rạng rỡ chói ngời của những cái cây như là cây maple hoặc là cây cây này. Thì đây là gỗ, maple là gỗ thích, còn cây này là cây sơn. Theo nghĩa mình tra được, nhưng mọi người chỉ cần hình dung đây là hai loại cây. Cái nguồn của cái màu đỏ thì được biết rộng rãi, nó được tạo ra bởi cái này là cái sắc đỏ mà của cái cây mà nó hòa tan trong nước, phản ánh màu đỏ tới cái blue range là cái khoảng màu xanh của những cây phổ có thể nhìn được. Chúng thuộc về một cái class của hợp chất hóa học có gốc đường, cũng được biết đến như là cái này. Cái mà là rằng cái chất, những cái chất này thì thực sự là được sáng tạo ra mới, made in, được làm trong những cái lá vào cùng thời điểm khi mà cái cây nó đang chuẩn bị để drop ra, rõ ràng khác tiếng Việt rất nhiều. Nhưng nó cũng khó để make sense về cái việc sản xuất của cái chất này. Tại sao một cái cây bother making, tức là nó sẵn sàng để làm cái new chemicals ở trong cái lá của nó, khi nó đã gì đây, đã đang đi vào cái
cái lúc mà rút và duy trì những cái đã sẵn ở đó rồi. Ý là tại sao một cái cây nó lại mất thời gian, công sức để làm ra những cái new chemicals ở trong lá của nó trong mùa sau, trong khi thì nó đang gì? Rơi rụng và nó duy trì những cái mà đã có sẵn rồi. Ý là tại sao nó, câu này đơn giản, ý của câu này là tại sao những cái lá đó nó lại cứ phải mệt công nó làm ra những cái màu mới trong khi nó không chịu duy trì những cái đang có sẵn. Và cái theories about cái chất này đã tranh luận rằng chúng có thể đóng vai trò như một chemical defense, một sự bảo vệ về hóa học, chống lại những cái sự tấn công bởi côn trùng hoặc là nấm, hoặc là chúng có thể thu hút những con chim ăn trái cây, hoặc tăng một sức chịu đựng của những cái lá tới sự đóng băng. Tuy nhiên có những cái vấn đề, những cái problems với mỗi cái giả thuyết, bao gồm cái sự thật rằng những cái lá thì đỏ cho một khoảng thời gian tương đối ngắn. Như thế, cái mà sự tiêu tốn của năng lượng cần để sản xuất cái chất này sẽ vượt quá bất kỳ cái hoạt động chống lại nấm hay là chống lại những cái động vật ăn cỏ. Nó cũng được đề xuất rằng những cái cây có thể cung cấp những màu đỏ chói lọi để convince, thuyết phục những côn trùng ăn lá rằng chúng healthy và mạnh khỏe, cường tráng, và sẽ một cách dễ dàng có thể tăng cái chemical defense để chống lại cái infestation, là sự quấy phá. Nếu những con insect mà chú ý tới những cái sự quảng cáo như thế, chúng có thể được thu hút để lay the eggs, là gì? Đẻ trứng ở trên một cái doodler, được cho rằng là nó là một cái host, một cái cây chủ ít kháng cự hơn. Thì cái cụm này nó là viết tiếp của cái được những cái con insect đẻ trứng nó cho rằng nó là một cái cây chủ ít kháng cự, ít chống cự. Cái lỗi của cái theory này nằm ở trong sự thiếu của cái bằng chứng để support nó. Không ai có chắc chắn rằng liệu những cái cây cường tráng hơn, support nghĩa động từ là trưng diện, liệu là những cái cây cường tráng hơn thì nó mang khoác đó mọi người, trưng diện là bằng mặc lên những cái lá sáng nhất, sáng màu nhất, hay là liệu là những cái con insect nó làm những cái lựa chọn dựa vào cái cường độ của màu sắc. Thì mọi người học luôn ở đây cái cách người ta lập luận. Đây là một cái đoạn điển hình của việc mình gọi vui trong writing là đạp mấy cái đứa mà mình không đồng ý xuống, tức là chỉ ra rằng họ, cái lập luận của họ nó có cái flaw như thế nào, nó có lỗi như thế nào. Đầu tiên người ta sẽ giới thiệu cái theory, nó được propose, cũng là theory này, nó được đề nghị rằng là cái này cái kia ha. Đó, đầu tiên là người ta sẽ giới thiệu, và câu này là để gì? Giới thiệu, giải thích thêm cái theory. Vì theory cho nên người ta mới gì? Dùng if. Chưa có khẳng định cho nên dùng if và ở if 2. If 2 là động từ ở thì quá khứ, tại nó chưa có thật, đang là theory thôi. Thì sau đó thì mình muốn phân tích là bạn đó, cái người giữ quan điểm đó hoặc là theory đó nó bị lỗi, thì mình sẽ khi viết hoặc là nói thì các bạn cũng có thể hoàn toàn đi theo cái cấu trúc này. Cái phân tích, cái flaw của cái history nó nằm ở đâu? Nằm ở cái proof to support nó. Và thiếu cái proof như thế nào? Không ai đã có thể khẳng định là liệu là cái này hay kia, có nghĩa là gì? Không có cái proof nào họ chưa làm để chứng minh, thì đây là cái cách lập luận để phủ nhận, phủ định cái quan điểm mà mình không đồng ý. Thì cái này các bạn có thể hoàn toàn vận dụng vào quá trình writing cái opinion essay.
mình chưa có đi đến đoạn này, bởi vì cái đó nó cần nằm ở trong một cái quy trình giảng dạy. Thì các bạn cần hiểu cái ngôn ngữ trước đã, rồi sau đó các bạn sẽ được đến đấy, cái level đó ha. Có thể cái gợi ý đáng tin cậy nhất về việc này, as to bằng about, tại sao những cái lá sẽ also the trouble of making cái này, nó sẽ gặp phải cái vấn đề của cái việc tạo ra những cái chất tạo mờ, tạo tạo ra sắc, tạo ra màu khi mà chúng bận bịu để mà packing up, đóng gói lại để chuẩn bị cho cái mùa đông, là cái theory được biết như là light screen, giả thuyết về light screen. Nó nghe có vẻ nghịch lý, bởi vì cái ý tưởng nằm đằng sau cái giả thuyết này là rằng cái chất tạo màu đỏ được làm trong những cái lá mùa thu để bảo vệ cái này, là chính chính là cái gì? Đấy, chính là cái chemical mà nó giúp absorb cái light từ quá nhiều ánh sáng mặt trời. Tại sao cái này nó cần sự bảo vệ khi nó là cái đứa absorber, là cái bộ hấp thu ánh sáng mặt trời tự nhiên của thế giới. Supreme là tối cao, quan trọng nhất của thế giới. Tại sao protect cái này tại một thời điểm khi mà cái cây đang breaking it down, là đang phá hủy nó xuống, tức là làm cho rơi rụng nó, là breaking để mà cứu khỏi hoạn nạn. Các bạn thấy câu này nó rắc rối thì mình tách câu ra đọc nó cấu trúc như thế nào để mình hiểu cái ý chính của nó. Tại sao cái chất diệp lục cần sự bảo vệ khi nó là cái bị thu hút ánh sáng tự nhiên quan trọng nhất của thế giới? Tại sao bảo vệ chất diệp lục tại cái thời điểm này để cứu nó nhiều nhất có thể? Tại sao cái cây nó lại làm ngay lúc này để cứu nó, tức là vào cái thời điểm không hợp lý? Thì trong bài đọc IELTS sẽ có một câu hỏi chắc chắn là link hai đoạn bất kỳ nào đó ở trong bài đọc. Các bạn phải đọc hai cái đoạn thì mới có thể trả lời được câu hỏi hơi phức tạp đó. Vậy ý hai câu hỏi trên này là họ hỏi tại sao cái chất diệp lục này nó lại cần sự bảo vệ, và tại đúng cái thời điểm nó không không nên tiêu tốn cái energy của nó. Thì ở đây người ta trả lời ở đoạn thứ hai. Chất diệp lục mặc dù đã được tiến hóa một cách rất là sắc sảo, một cách tuyệt vời đó, để mà bắt giữ, capture là bắt, theo nghĩa ngữ gốc của nó là bắt, cảnh sát bắt được tội phạm nha mọi người, phải bắt và giữ ha, lấy cái ánh năng lượng của ánh sáng mặt trời, thỉnh thoảng thì bị overwhelmed, bị quá áp đảo bởi nó, là bởi ánh sáng mặt trời hoặc bởi cái energy này, đặc biệt là trong cái tình trạng của hạn hán, nhiệt độ thấp hoặc cái sự thiếu hụt dinh dưỡng. Hơn nữa cái vấn đề của việc quá nhạy cảm tới ánh sáng thì thậm chí là rất là khắc nghiệt, gay gắt ở trong mùa thu, khi mà những cái lá thì đang bận bịu để chuẩn bị cho mùa đông bằng cách tháo dỡ bớt cái hệ thống máy móc, tức là cái cơ chế hoạt động ở bên trong bản thân nó. Cái năng lượng mà được hấp thụ bởi những phân tử diệp lục của cái lá mùa thu không ổn định thì ngay lập tức không được channel, tức là đi theo cái kênh á, không được đưa vào trong những cái quá trình và những sản phẩm hữu ích, useful, những quá trình và sản phẩm useful, như là khi nó sẽ là những cái lá mùa hè nguyên vẹn. Cái lá mùa thu yếu ớt khi đó trở nên gì, vulnerable to, là dễ bị tổn thương trước cái tác động mang tính phá hủy cao của cái oxy mà được tạo ra bởi cái phân tử diệp lục sôi nổi, bị kích thích. Vậy đây là mặc dù nó tiến hóa, thỉnh thoảng nó overwhelm. Thứ hai nữa là vấn đề này, cái sự quá nhạy cảm đối với ánh sáng thì nó thậm chí là vô cùng khắc nghiệt ở trong mùa thu, bởi vì lúc này những cái lá nó đang bận bịu, cho nên nó sẽ càng gì đấy, oversensitive, không rõ. Ok, đọc tiếp. Thậm chí là khi bạn chưa bao giờ nghi ngờ rằng đây chính là cái đang diễn ra khi những cái lá chuyển thành màu đỏ, thì có những cái clues ở ngoài đó, ở ngoài thiên nhiên. À, một cái rất là đơn giản, rõ ràng, ở rất nhiều cái cây, những cái lá
cái mà đang gì đây, redless, redless là chuyển thành màu đỏ rực, thì là những cái ở bên phía của cái cây, cái mà lấy nhiều ánh sáng mặt trời nhất, cái phía cây nó nhận nhiều ánh sáng mặt trời thì nó chuyển sang màu đỏ nhất. Không chỉ như vậy nhưng mà cái màu đỏ thì nó còn sáng hơn ở trên cái mặt phía trên của cái lá, tức là cái mặt mà hướng đến mặt trời. Nó thì cũng được nhận ra cho hàng thập kỷ rằng những điều kiện tốt nhất cho những cái màu đỏ đỏ có mãnh liệt đỏ mà đỏ đậm là những ngày nắng và khô và những cái đêm, chắc là đêm mát mẻ đây mà thiếu chữ, những điều kiện cái mà nicely hợp với những cái tạo những cái lá dễ bị tổn thương, những cái ánh sáng quá mức, và cuối cùng những cái cây như là maples thì thường lấy nhiều màu đỏ hơn về phía bắc, more north, khi mà bạn đi về phía bán cầu bắc. Ý là những cái cây maples ở phía bắc thì nó đỏ hơn, nó thì lạnh hơn ở đó, chúng thì more stress là chúng bị stress nhiều hơn, cái chất diệp lục của chúng thì more sensitive và nó cần nhiều cái sun block. Tuy nhiên cái vẫn không được hiểu một cách đầy đủ là tại sao nhiều cây nó dùng để sản xuất chất nhuộm màu đỏ trong khi những cây khác thì không không làm, không bother, là không không spend time, không có time để làm cái chuyện đấy. Và một cách đơn giản là tiết lộ, tức là lộ ra cái màu đỏ hoặc màu cam của chúng. Liệu những cái cây này có cái phương tiện cách thức khác tại cái sự sự sắp đặt của chúng để chống cái overexposure, sự phơi quá mức, tức là sự phơi nhiễm tới ánh sáng, tức là sự tiếp xúc với ánh sáng quá mức ở trong mùa thu. Câu chuyện của chúng, mặc dù nó không ngoạn mục đối với mắt nhìn của chúng ta, nhưng sẽ chắc chắn là hóa ra, turn, turn out là hóa ra ha, đầy huyền ảo, đầy phức tạp. Thì vậy thì cái bài này chẳng qua là người ta viết về một cái nghiên cứu về những cái lá của mùa thu, tại sao nó turn màu đỏ, màu vàng, màu cam. Thì các bạn chỉ cần hiểu cái cấu trúc của bài đọc nó như thế. Vậy thì bài này mình sẽ học được rất là nhiều về cái các cây cối, chủ đề về cây để mà các bạn có thể nói và viết về cây, hoặc là những cái trải nghiệm hoặc ước mơ của bạn muốn đến thăm một cái vùng mà cây nó lá nó chuyển màu khi mùa thu đến, và các bạn có thể trình bày ở trong cái bài speaking của mình. Còn đối với bài writing thì ở đây mình vừa mới phân tích cái cách người ta gì lập luận cho cái opinion người ta, tức là người ta dùng cái phản đề phân tích cái sự hạn hẹp trong cái quan điểm, trong một cái theory, một cái hypothesis nào đó.